Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết ngôn tình Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của tác giả Tượng đá Berlin. Chương 28. Lúc chúng tôi đến nơi, chú rể đang ngồi trong phòng chờ cô dâu trang điểm. Chú rể Địch Kiệt đã từng gặp trong buổi liên hoan, tính ra phải là đàn anh khóa trên của tôi, làm việc ở phòng thí nghiệm bệnh lý, cô dâu thì ở khoa dược phẩm. Chú rể trêu: "Trời ơi, quyết định dại dột nhất của năm đúng là chọn Cố Ngụy làm phù rể rồi. Đến lúc người ta đăng ảnh lên mạng lại giật tít, thấy phù rể cô dâu hối hận." Cô dâu bên cạnh mỉm cười không nói, chỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới đôi lần. Lát sau, Cố Ngụy phải đứng cửa tiếp khách với cô dâu chú rể, nên tôi ra ngoài bày bánh kẹo cưới với Trần Thông. "Em dâu, bao giờ mới được uống rượu mừng của hai đứa?" Tôi ngẩng đầu, nhìn sảnh lớn trang hoàng rực rỡ, hình như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. "Tính từ bây giờ đi là vừa." Trần Thông cười nói, "Đàn ông tốt như vậy, thời đại này hiếm lắm. Nhanh tay lên nhé, kẻo đêm dài lắm mộng." Tôi cười cười, bỗng thấy hơi lạ lạ. Bàn tôi ngồi có hơn nửa là khoa Cố Ngụy, nên thỉnh thoảng lại bị trêu ghẹo vài câu. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì đèn tối dần, MC bắt đầu lên sân khấu. Tôi vô thức nhìn về phía ngưỡng cửa, thấy bóng Cố Ngụy vội vàng biến mất. Đến khi cô dâu chú rể đi lên, anh mới đứng cạnh cửa hông, khuất trong bóng tôi. Trần Thông ngồi cạnh tôi, bỗng chậc một tiếng, cau mày. Tôi nhìn theo thì thấy một cô gái đang đứng sóng vai với Cố Ngụy, hình như là phù dâu. Anh thoáng lướt qua phía chúng tôi, rồi lạnh nhạt nhìn về phía sân khấu. Tôi thấp giọng hỏi Trần Thông, "Sao thế?" Anh ấy và y tá trưởng nhìn nhau, khẽ lắc đầu, "Không sao." Trên sân khấu, cô dâu chú rể đang thề nguyện trong tiếng vỗ tay của mọi người. Khuất dưới ánh đèn, Cố Ngụy chống cằm, mím môi. Ánh sáng nhập nhòa, che giấu biểu cảm của anh, nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này càng trỗi dậy, đặc biệt là khi cô dâu chú rể đến bàn tôi mời rượu. Có thể thấy rõ rằng anh đã say, mắt long lanh nước. Ba mẹ Trần Thông và Địch Kiệt vốn quen nhau, nên đôi vợ chồng trẻ vừa tới đã bị chặn. Lại đây, tưởng uống một chén là xong chuyện à?" Địch Kiệt nhìn tôi một cái, "Cậu muốn uống thế nào?" Tôi còn đang ngạc nhiên, sao chú rể hôm nay dễ bảo vậy, thì Cố Ngụy đã lặng lẽ chuồn ra cạnh tôi. Nhìn tay anh đỏ bừng, tôi thấp giọng hỏi, "Anh đã ăn gì lót bụng chưa?" Bác sĩ gắp nửa miếng bánh bí ngô của tôi, bỏ vào miệng, "Chưa." Tranh thủ lúc Trần Thông mời rượu, anh đã chén sạch đồ ăn trong bát tôi. "Hơ, phù rể làm gì đấy?" Một tên mặt trắng ngồi trách đối diện hỏi. Cố Ngụy về đứng cạnh chú rể, "Tự ý rời khỏi đơn vị thế này thì phải phạt rượu thôi." Mặt trắng không để yên. Sau đó, "Đừng, anh ấy uống nhiều rồi. Ái chà chà, phù dâu đau lòng chứ kìa." Mặt Cố Ngụy lạnh băng. Trần Thông, "Có bỏ cũng chẳng đến lượt mày phạt." Mặt trắng im lặng. Hình như tôi đã nhận ra gì đó. Lúc ngoảnh lại nhìn họ sang bàn khác, ánh mắt tôi và phù dâu chạm nhau, cười, xem như là chào hỏi, rồi quay về ăn tiếp. "Em dâu ăn nhiều vào, tối còn chăm Cố Ngụy." Mời rượu hết một lượt, đã không thấy tăm hơi anh đâu. Tôi vừa rút điện thoại gọi thì anh gọi đến. Anh đang nghỉ trong xe, hơi choáng. Thấy vợ chồng Địch Kiệt đã ngồi xuống bàn ăn uống với người lớn, tôi ra khỏi sảnh đến bãi đỗ xe. Cố Ngụy nhắm mắt nằm tựa vào ghế sau, tôi mở cửa đầu bên kia vào xe, vỗ má anh. "Cố Ngụy." Anh ừ một tiếng, ôm eo nằm bò lên người tôi. "Nặng chết đi được." "Bác sĩ, anh say đấy à?" Không có tiếng trả lời. "Anh nằm thế này có khó chịu không?" "Ngực anh nóng lắm." "Ngực có nóng nữa, em cũng không biến thành tảng băng đâu." Nghỉ được chừng 20 phút thì nhạc chuông điện thoại anh vang lên. "Phù rể, chuẩn bị về tiễn khách." Khi khách khứa về hết đã là 10 giờ. Phù dâu đi đến, "Muộn rồi, đừng về nữa, ở đây đặt phòng hết rồi." "Thôi." Cố Ngụy không thích ở bên ngoài, nắm tay tôi tạm biệt vợ chồng Địch Kiệt. "Bọn mình về trước." "Cô dâu, Cao Hy thì sao?" Phù dâu,
Thế tớ đi nhờ xe Cố Ngụy vậy. Trong cục diện hỗn loạn này, tôi đành ngắt lời. Cố Ngụy, em cũng uống rượu, không lái xe được. Cố Ngụy nhăn mặt, lão địch, phòng chúng tôi số bao nhiêu? Trên đường về phòng, Cố Ngụy hỏi, ai mời em uống? Mặt trắng bảo muốn làm quen với em. Trần Thông không cản được. Cố Ngụy nhăn mày, lần sau mặc kệ cậu ta. Phủ Dâu cũng bước vào căn phòng ngay cạnh. Cố Ngụy tắm xong nằm lật qua lật lại trên giường vì không có quần áo sạch để thay và bụng rỗng sôi ùm ụp. Tôi ra cửa hàng tạp hóa gần đó mua sữa chua cho anh. Lúc về thấy Cao Hy đang đứng trước cửa phòng. Tôi tới đưa ít thuốc giải rượu. Cố Ngụy đón túi đồ trong tay tôi, lạnh nhạt quay vào phòng. Trước kia anh ấy dùng thuốc này rồi, hiệu quả lắm. Tôi mỉm cười, cảm ơn chị, nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay mọi người đều mệt rồi. Đóng cửa lại, Cố Ngụy đang ngồi bên mép giường, mép in một vòng râu sữa. Thuốc giải rượu trên bàn vẫn chưa bóc vỏ. Tôi không nói gì, lặng lẽ vào tắm. Năm nay anh 30 tuổi, giỏi giang, thành đạt. Tiểu thuyết cũng không viết nổi tình tiết mộng mơ rằng anh sẽ thanh tâm quả dục đợi mình. Vậy thì sao phải muộn phiền bởi những chuyện đã qua? Hôm sau mọi người cùng ăn sáng dưới nhà ăn. Cố Ngụy đi lấy cháo, Cao Hy cũng lấy khay vội vàng đứng lên. Địch Kiệt hơi lúng túng, còn tôi vẫn cúi đầu chăm chú với bát cơm của mình. Nhưng tôi biết lòng mình vẫn nhói nhói khi thoáng qua nhìn thấy Cao Hy kéo tay Cố Ngụy. Ăn xong tạm biệt vợ chồng Địch Kiệt và cha mẹ hai bên, chúng tôi và Cao Hy về cùng xe. Trong xe hơi ngột ngạt, tôi ngồi ghế lái phụ nhìn cây cối bên đường lướt nhanh qua cửa sổ. Đến nút giao thông tập thể, Cao Hy nói nhỏ, Cố Ngụy, anh đi chậm thôi. Ừ, qua ba cái đèn giao thông, Cố Ngụy lên tiếng, vẫn ở giao lộ chữ T ấy à? Ừ. Sau khi Cao Hy xuống xe, chúng tôi không ai nói gì, trong xe chỉ vang tiếng ồn ào của xe cộ ngoài kia. Vào đường hầm, xung quanh tối dần, tôi quay sang nhìn anh đang lái xe, lòng hơi quặn lại. Tôi rất giỏi giả vờ ngủ, kỹ năng sinh tồn duy nhất mà đến cả mẹ cũng không nhận ra. Tôi khép mi, dằn những chua cay thua thiệt xuống tận đáy lòng. Đến cách nhà một ngã tư mới tỉnh lại. Dậy rồi à? Ừ. Em mệt à? Ừ. Tôi mở cửa xuống xe, chậm chạp đi về. Tôi cứ ngỡ rằng mình là một người không có ham muốn chiếm hữu, không bao giờ biết ghen, biết hờn. Nay mới nhận ra, không phải không có, mà là chưa từng thích ai đủ sâu để đặt nó trong lòng. Nhưng bây giờ với anh thì khác. Tôi không đòi hỏi anh phải giữ khoảng cách với nửa thế giới, chỉ mong sao bạn gái cũ của anh ở một nơi khác, một thành phố khác, một miền trời khác là đủ rồi. Ghi chú của bác sĩ Cố. Ồ, em ghi cả cái này cơ à? Mời bạn đón nghe chương 29 tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 29. Sau khi về nhà, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, tôi gục đầu vào gối, ngủ. Nhưng không tài nào ngủ nổi, ngẩn ngơ nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm. Cho đến khi Cố Ngụy ôm tôi từ phía sau. Hiệu hiệu, tôi mới thì thầm, ngủ đi, mệt. Chiều, hai người ngồi trên sofa, anh xem tivi, tôi lên cơ sở dữ liệu học thuật điện tử. Suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ nói với nhau đúng một câu. Em xem gì đấy? Đứt gãy nham thạch. 3 giờ hơn, Tam Tam gọi điện rủ tôi đi chơi. Tôi nhìn về phía Cố Ngụy. Anh chống cằm, mắt không rời quảng cáo trên tivi, gật đầu. Trước khi đi, tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn vòng qua, thơm má anh một cái. Em đi nhé. Anh ngẩng đầu, nắm tay tôi, nhớ về sớm. Nói hoa mỹ là đi chơi, thực ra chỉ có hai cô gái lòng đầy phiền muộn, gọi một cốc nước, ngồi thẫn thờ trong McDonald's. Chỉ đến khi một bà mẹ trẻ ở bên liếc chúng tôi đến lần thứ N, tôi mới cảm thấy hình ảnh này hơi dị. Tôi chọc chọc tay Tam Tam, biết yêu rồi à? Chứ tôi không thể nghĩ nổi còn điều gì có thể khiến Tam Tam bỗng hóa thành chú nai vàng ngơ ngác như vậy.
Tam Tam bỗng bực bội, giật tóc. Một người đàn ông phải như thế nào mới được coi là đặc biệt quan tâm đến mình? Từng này tuổi đầu mày mới hỏi câu này, đủ để thấy người kia đã đặc biệt quan tâm đến mày. Sao, đổ chưa? Đổ cái gì? Tam Tam nghiêm mặt, quyết tâm không thể bị lay động bởi viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản. Ôi, lại còn giàu nữa cơ à? Tam Tam nham hiểm nhìn tôi, mày hết yêu mù quáng, biết sáng mắt ra rồi à? Đến lượt tôi bực bội kéo tóc. Một người đàn ông cư xử với người yêu cũ như thế nào mới được coi là quá giới hạn cho phép? Tam Tam tỉnh như sáo, sao sao, người cũ còn thương? Tôi nhún vai, trong mắt tôi, Cao Hy làm gì cũng là quá giới hạn. Tao không quan tâm người yêu cũ mà cũng chẳng quan tâm được, tao chỉ muốn biết thái độ của Cố Ngụy. Tam Tam vỗ đen đét vào tay tôi, não không có nếp nhăn. Đến lúc nào rồi mà mày còn bày đặt bao dung với chẳng tha thứ? Mày ở bệnh viện được 24/24 à? Không xử lý cho xong đi thì có khác gì chôn quả bom nổ chậm cạnh bác sĩ nhà mày không? Có xử cũng là Cố Ngụy xử. Nhân vật chính không phải tôi. À khoan, thế viên đạn bọc đường đặc biệt quan tâm của mày là thế nào? Im lặng. Vốn tôi không muốn trầm trọng hóa mọi việc, cơ bản là vì tôi muốn trầm trọng cũng vô dụng. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi nhận ra hình như mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Sau kỳ nghỉ quốc khánh, quay lại thành phố X là chết chìm trong đống luận văn tới tấp. Một hôm, sau khi phải đi xin tư liệu của một chị khóa trên ở sở nghiên cứu, trên đường về nhớ ra mấy ngày nay chưa gặp bác sĩ, nên tôi đổi xe đi đến bệnh viện. Đến nơi, Trần thông báo tôi anh đang ở phòng khám bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi đến khu khám bệnh tìm anh. Sắp 5 giờ, chỉ còn lác đác vài bệnh nhân. Vừa rẽ vào cầu thang, còn chưa đến cửa khoa anh, tôi đã thấy một đôi nam nữ mặc áo blue trắng đứng ở đầu kia hành lang. Một cúi, một ngẩng, cách nhau rất gần. Huyệt thái dương của tôi giật giật, chỉ là đang bàn công việc thôi. Thấy tôi khựng trước cửa phòng, mặt trắng đang làm việc trong phòng số 1 đối diện, lắc lư ra ngoài, chỉ thiếu điều mang theo bỏng ngô nước uống, hỏi nhỏ, đến bắt gian à? Tôi choáng, Cố Ngụy có thù oán gì mà anh chọn từ ngữ xuất sắc vậy? Rồi cười cười, đúng là trên đời luôn có một loại người chỉ lo thiên hạ không loạn, mỹ danh là xào quấy cứt. Rồi bỏ qua khuôn mặt cứng ngắc của anh ta, quay lưng đi thẳng. Tôi đặt túi hạt dẻ dừng trên bàn Cố Ngụy. Trần Thông cười, hai đứa có thể ngừng dính nhau không? Tôi cười cười gật đầu chào tạm biệt. Ngồi trên xe buýt, Cố Ngụy gọi điện tới vẫn còn thở hồng hộc. Em đang ở đâu? Trên đường về trường. Cả hai đều im lặng. Tôi xoa xoa huyệt thái dương. Cố Ngụy, em nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ về một số chuyện. Em cúp máy trước đây. Những ngày tiếp theo, tôi máy móc sống trong vòng tuần hoàn. Phòng thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc của thầy hướng dẫn, ký túc xá, cả ngày chỉ nói với anh đúng một câu, chúc ngủ ngon. Tháng 11, trời lạnh dần. Hai cuộc điện thoại bóng gió hỏi thăm của Tam Tam đều bị tôi lơ đễnh gạt qua. Cuối cùng Tiểu Thảo đành lên tiếng, A Hiệu, mày có ổn không? Tôi lật tuyển tập tạp chí địa lý soàn soạt. Ổn. Buổi chiều, đang đi ngang qua A, B thì điện thoại vang lên. Chúng mình cần nói chuyện. Em đang họp. A, B, Tiểu Thảo quay sang nhìn nhau. Thế em họp đi. Anh cúp máy. Hai tiếng sau, điện thoại lại vang lên. Tôi hắng giọng. Em chưa họp. Tiểu Thảo vừa đi ngang qua đây. Tôi cạn lời. Lâm Chi Hiệu, một tuần rồi đấy. Giết oan cũng không giết kiểu này. Em định để anh đến xách em ra ngoài à? Càng nói càng bất đắc dĩ. Tôi vẽ xiên xẹo trên giấy. Nhưng em không biết nói gì với anh cả. Thế thì không nói. Ừ, tạm biệt. Tôi vội vàng tắt máy. Chính vì không biết phải nói từ đâu, nên xin phép cho tôi được chọn làm đà điểu giúp đầu trong cát, chỉ lần này mà thôi.
20 phút sau, Cố Ngụy đứng sau lưng tôi. Tôi cảm thấy hình như anh đã lần khắp Đại học X, hơn nữa còn có sự giúp sức của phản đồ Tiểu Thảo. Anh chỉ bản vẽ dưới tay tôi, cằm hơi nâng lên, còn đảo Hải Nam và Đài Loan nữa. Đợi tôi vẽ xong, anh rút ra, tặng cho anh. Ngồi xuống ghế đối diện, người đàn ông hiền lành ngày nào đã chuyển sang lạnh lùng boy. Chúng ta nói xong chuyện rồi đi ăn cơm, hay ăn cơm xong rồi từ từ nói chuyện. Tôi cầm bút gõ gõ giấy nháp, còn phải phụ thuộc vào chuyện của anh là dài hay ngắn. Cố Ngụy đẩy kính. Em muốn nghe chuyện phía sau hay phía trước? Tôi nghĩ mất 5 giây. Phía sau. Quan hệ đồng nghiệp, cùng bệnh viện, khác khoa. Anh đứng lên đưa tay về phía tôi. Đi, ăn cơm. Hết rồi. Không thì sao, em nghĩ còn có gì nữa. Bỗng Cố Ngụy hơi khó thở. Cả tuần nay anh ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng lẽ một bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa như anh còn để hệ tiêu hóa của mình có vấn đề? Trong khi đó em thì bâng quơ, nhẹ nhàng bao nhiêu. Em có tin anh ăn em luôn không? Và thế là tôi bị xách đi ăn steak. Nhìn Cố Ngụy mặt lạnh như tiền, dao cắt chan chát trên đĩa, tôi bỗng cảm thấy tay bay vạ gió. Ho khan. Bác sĩ, anh có cảm thấy anh hơi lưu manh không? Cố Ngụy nhìn tôi, lát sau đành chịu trận lấy đĩa vừa cắt vừa cào nhào. Anh thấy anh quá ga lăng thì có. Ghi chú của bác sĩ Cố. Đúng đấy, em nhẹ nhàng như cơn gió ấy, làm anh chẳng khác nào thằng điên. Ghi chú của Hiệu Hiệu. Cãi nhau mệt lắm, nói chuyện càng mệt hơn. Ghi chú của bác sĩ Cố. Sao em không lười ăn lười uống ấy? Ghi chú của Hiệu Hiệu. Ăn cho no mới có sức để yêu chứ. Mời bạn đón nghe chương 30 tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 30. Cả tối hôm ấy, Cố Ngụy nắm chặt cổ tay tôi, chẳng nói chẳng rằng áp giải tôi về nhà. Ngồi trên xe, Tam Tam nhắn tin đến: em đẹp chưa? Tôi quay sang nhìn bác sĩ đang bình thản nhắm mắt ngồi bên. Nếu không tựa vào thành ghế thì không khác gì ngồi thiền cả. Nên trả lời: rồi. Nhớ hôm ấy tôi đang định ra khỏi phòng làm việc thì bị Trần Thông gọi lại. Em dâu này, có một số chuyện người ngoài cuộc bao giờ cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc. Em biết, nhưng chỉ một mình em biết thôi thì chưa đủ. Bị ép xem kịch cũng chẳng lấy làm vui. Ở bên nhau một thời gian đủ dài để thấy anh không phải là người chân đạp hai thuyền. Nhưng mặc kệ là do xuất phát từ thói quen hay đơn giản chỉ vì anh nể tình cũ, tôi không thích sự dung túng của anh dành cho Cao Hy. Mà điều này chỉ anh có thể giải quyết. Vì vậy tôi quyết định tạm thời rút khỏi phạm vi cơn bão. Mắt không thấy, lòng không phiền. Còn Cố Ngụy, tôi tin rằng anh biết bản thân mình đang làm gì, chỉ cần chờ xem kết quả ra sao nữa thôi. Quay về, tôi nghịch nghịch lông mi bác sĩ. Mệt lắm à? Cố Ngụy cúi đầu ừ một tiếng. Gần Tết, em phải nộp sơ thảo luận văn và chuẩn bị cho project. Bác sĩ mở choàng mắt, anh lại cô đơn một mình. Tôi vội vàng vuốt lông. Anh từng trải rồi, anh biết mà. Cố Ngụy phẫn nộ. Thế mà em vẫn yên tâm được. Tối nay cảm xúc của anh có vẻ không được ổn định cho lắm. Và hậu quả là tên này được đằng chân lân đằng đầu. Tối bác sĩ hóa sói cắn tai tôi. Sao anh lại vớ phải em? Sao lại là em cơ chứ? Em mới là người bị hại cơ mà. Thế anh thì sao? Hả? Em cứ đùng đùng bỏ đi thế à? Cả vốn lẫn lời không thể thu hết trong một ngày. Chóp mũi tôi xẹt qua xương quai xanh của anh, đầu như chứa một đống bùn, nín nửa ngày mới phun ra một câu: bác sĩ, khe nhỏ sông dài mới là chân lý. Giải thích: khe nhỏ sông dài, tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, ví với việc dùng ít thì lâu hết, sử dụng sức người, sức của tiết kiệm thì không lúc nào thiếu. Sáng hôm sau ngủ dậy, bác sĩ rất bình tĩnh,
Sao em lại đỏ mặt? Tôi phẫn nộ ném gối. Không được bắt nạt em. Anh đi làm, tôi đi học. Đang đi giữa đường thì bị Tam Tam bắt cóc. Qua cốc trà bưởi nóng hổi, Tam Tam nhìn tôi chằm chằm đến phát sợ. Tao có phải hàng giả đâu, mày nhìn tao làm gì? Sáng nay 6 giờ tao gọi đến mà mày không nhận. Người bình thường có dở hơi mới nhận. Công lực của viên đạn bọc đường quá thâm hậu, bóp méo cả đồng hồ sinh học của Tam Tam. Tam Tam, phương trưởng đại sư bảo năm nay mày có mệnh đào hoa. Tam Tam xua tay, ta là đảng viên Đảng Cộng sản, không tin Phật. Tôi thở dài, thế mày bắt cóc tao để làm gì? Tao cần được truyền năng lượng để xem tình yêu bình thường là như thế nào. Ha ha, cười gượng hai tiếng. Tình yêu của tôi và bác sĩ có vẻ cũng không được bình thường cho lắm. Nhìn đôi mắt gấu trúc của Tam Tam, tôi anh dũng hy sinh. Thôi được rồi, mày muốn biết gì? Thiên thời địa lợi nhân hòa, chẳng lẽ bác sĩ nhà mày không húp chọn? Tôi, đây là năng lượng mày cần à? Tao cần tin giật gân để giật tung cảm xúc. Tôi biết rất nhiều người vẫn tò mò xem tôi và bác sĩ có không. Không, trong chúng mày ai là người có vấn đề? Lại cạn lời. Chuyện này nói thì dài. Bác sĩ ấy à, anh khá là nhã nhặn. Trừ những khi cực kỳ tức giận thì hơi khó nói. Căn bản hôm ấy, để tránh đội quân áo trắng lên cơn chuốc đổ bác sĩ, tôi đã dặn đi dặn lại, người ta cả đời mới có một đêm tân hôn, biết bao nhiêu nhiệm vụ, bao nhiêu chuyện quan trọng phải làm. Có ai muốn sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cả phòng toàn mùi rượu không? Tam Tam, mày đang xàm cái gì thế? Bỏ qua phần bên trên, bình thường chúng tôi cách nhau gần nửa thành phố, có chỗ ở riêng. Nói là cuối tuần gặp nhau, nhưng thực ra tôi hoặc anh rất bận, khoảng 2 tuần mới thấy nhau một lần. Tam Tam, đúng thế, vậy mới dễ thiên lôi gặp địa hỏa chứ. Thế nên, một đêm đáng quý như vậy, chúng tôi phải dành thời gian cho nhau, tâm sự, tâm tình, ngủ ngon, ngủ sớm chứ. Tam Tam, tao vẫn thấy có vấn đề. Hình như có gì đó không ổn. Tam Tam rất nghiêm túc hỏi, hay bác sĩ là gay? Tôi suýt hất cốc trà vào mặt nó. Mày sao thấu được nỗi buồn của người không danh không phận, chưa được ra mắt mẹ cha? Tam Tam xì một tiếng, làm màu. Trên đời này, còn có chuyện gì phiền hơn cả tình xưa của bạn trai dở quẻ, người cũ còn thương? Đó là khi cô ta mời bạn uống trà. Khu nghỉ ngơi sảnh chính, Cao Hy đưa cho tôi một cốc nước. Trà xanh, mọi người ở cùng Cố Ngụy đều ăn uống rất lành mạnh. Đây là đánh giáp lá cà chăng? Trần Thông bảo em vẫn còn đang học nghiên cứu sinh à? Vâng, có dự định gì không? Có thể vào sở nghiên cứu là tốt nhất. Chuyện gia đình thì sao? Thuận theo tự nhiên. Ồ, Cao Hy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Ngụy còn thiếu neuron lãng mạn như trước kia không? Có lẽ em còn thiếu lãng mạn hơn anh ấy. Câu chuyện hơi nhạt. Ha ha, Cao Huy tỏ ra khá hứng thú. Người ngoài không hiểu nhiều lắm về cái ngành này. Áp lực lớn, cường độ cao, thời gian ít ỏi. Bỗng thoát cái nói sắc lẻm. Nhưng vẫn có rất nhiều người thích bác sĩ. Ai chẳng thích người có nghề nghiệp ổn định. Nếu mặt mũi sáng sủa, có tương lai, gia đình... Nghe thần kỳ phết, chị nghĩ Cố Ngụy là người thế nào? Cao Huy, tôi thấy không cần thiết phải tiếp tục câu chuyện. Không nói được với Cố Ngụy, chị thuyết phục em cũng để làm gì? Sao em nỡ thả anh ấy đi? Tôi nghĩ thầm. Cái gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Mặt Cao Hy cứng đờ. Cảm ơn trà của chị. Tôi gật đầu chào tạm biệt rồi ra ngoài cửa. Ở đó, anh lẳng lặng đang đứng trước thang máy chờ tôi. Hai người đi bên nhau, không ai lên tiếng. Đôi khi tôi cũng không hiểu nổi. Thông minh như anh chẳng lẽ lại không biết lúc nào cần lời đường ý mật hay sao? Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bác sĩ xoay lại, mắt sáng long lanh, mỉm cười rồi nhanh chóng quay về nhìn đường. Anh nắm tay tôi, đèn đỏ chuyển xanh. Ghi chú của Tam Tam, chật chật, ngầu nha. Ghi chú của Hiệu Hiệu, tao dịu dàng.
Mời bạn đón nghe chương 31 tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya.